Thưa quý chị, thủy điện Trị An đóng cửa xả lũ, hàng trăm người dân mang theo nhiều loại ngư cụ, chài lưới, thuyền bè, phao bơi đổ xô xuống đập tràn đoạn thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu để bắt cá khủng. Hàng trăm người dân, chủ yếu là người đi đánh bắt cá, mang theo nhiều dụng cụ đánh bắt như lưới cá, bộ kích điện, phao để đánh bắt cá khủng. Tuy nhiên lần này, lực lượng chức năng có mặt từ sớm. Những người dân mang theo bộ kích điện thì không được vào đánh bắt cá. Theo quan sát, khu vực người dân bắt cá rộng khoảng hơn 5.000 m2. Người dân chủ yếu bắt được cá mè, cá tra, cá lăng, cá chép, cá rô. Nhiều thương lái cũng đợi sẵn trên bờ để hỏi mua số cá khủng do người dân bắt được tại chân đập thủy điện Trị An. Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu. Để đảm bảo an toàn đập và điều tiết lũ, hồ bắt đầu xả nước từ ngày 10 tháng 8.